Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau vậy của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Khởi My rơi nước mắt vì bị Kevin Khánh bỏ rơi trong MV mới. Xuất hiện trong MV mới nhất Nếu Ngày Ấy của Khởi My với vai nam chính, nhưng thay vì một câu chuyện yêu đương ngọt ngào và dễ thương như mọi lần, Kevin Khánh lại làm bạn gái của mình tổn thương sâu sắc khi nói lời chia tay, bỏ cô ở lại một mình vì quá đau khổ. Khởi My đã đốt những que diêm thần kỳ trong tay. Mỗi một lần lóe sáng, một kỷ niệm thân quen của cả hai lại ùa về rồi vụt tắt. Những phút giây hạnh phúc bên nhau, ánh mắt và nụ cười âu yếm của Kevin Khánh hiện về khiến cho Khởi My càng thêm tổn thương. Khởi My bật khóc khi Kevin Khánh nói lời chia tay. Cô đốt những que diêm để mong phép màu mang hai người trở lại bên nhau. Những khoảnh khắc tình cảm của cả hai hiện về sau mỗi lần que diêm lóe sáng. Sau ca khúc Alone sôi động được đón nhận thời gian qua, Khởi My đã quyết định quay trở lại với dòng nhạc pop ballad quen thuộc của mình. Sở hữu chất giọng trong veo và ngọt ngào, những ca khúc mà Khởi My thể hiện luôn dễ dàng tiếp cận được với khán giả và đi sâu vào tâm trạng của người nghe. Nếu Ngày Ấy, với sự hỗ trợ của rapper Vi Dương, mang đến một màu sắc hoàn toàn mới, cùng với nội dung MV dựa theo khúc truyện cổ Andersen đẹp lung linh đến từng chi tiết, chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành một bản hit đáng nhớ của Khởi My. MV Nếu Ngày Ấy hứa hẹn sẽ trở thành tiêu điểm trong thời gian sắp tới. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.